cảnh sát châu âu đã sẵn sàng cho mọi tình huống tại euro tổng thống macron tới thăm và động viên đội tuyển pháp nhà vua philippe đến thăm đội tuyển bỉ tuyển đức thể hiện quyết tâm trong những ngày tập luyện cuối trước euro italy sẵn sàng cho trận rắc quân đạt mục tiêu vào bán kết việt nam đối diện tổn thất nặng trước uae Tuấn Anh 99% sẽ vắng mặt trước cuộc đối đầu với Malaysia Báo Malaysia, thủ môn tấn trường là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam Chốt việc tổ chức SEA Games 31 vào ngày 24 tháng 6 Tổng thống Pháp cũng hâm mộ Mbappé Chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với bản tin thể thao của FBNC. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ gửi đến tất cả quý vị những tin tức nóng hổi và kịp thời nhất về tình hình ở giải bóng đá vô địch châu Âu Euro 2020 cũng như vòng loại World Cup 2022. Và tôi là Quang Huy, sau đây sẽ là những thông tin chúng ta sẽ cùng điểm lại quý vị nhé. Thưa quý vị, khi các giải đấu bóng đá lớn như là World Cup hay là Euro diễn ra, nỗi lo vấn đề an ninh chưa bao giờ giảm xuống. Ngoài chuyện có nguy cơ bị cài thiết bị nổ, những chuyện liên quan đến cổ động viên cực đoan có lẽ làm nước chủ nhà đau đầu nhất. Trong quá khứ thì không ít chuyện đáng tiếc đã xảy ra và mới đây thì một đại diện của cơ quan cảnh sát châu Âu cho biết họ đã chuẩn bị xong cho mọi tình huống. Euro năm nay được tổ chức ở 10 quốc gia, nên công tác an ninh cũng khác và phức tạp hơn so với các giải được tổ chức trước đó. Ông Catherine de bon, lãnh đạo cơ quan cảnh sát châu Âu, Europol cho biết, các khâu an ninh và bảo vệ đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, có sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các quốc gia thành viên. Euro 2020 năm nay là một giải đấu vô cùng phức tạp về an ninh. Đây là lần đầu tiên được tổ chức ở 10 quốc gia khác nhau, thay vì một hay hai như trước. Bên cạnh đó, hàng loạt các sự kiện đông người liên quan đến thể thao cũng được tổ chức bên ngoài sân vận động. Giữa lúc nguy cơ về Covid-19 vẫn ở mức cao, tất cả điều này mang đến các thách thức lớn về an ninh. Vì những yêu cầu nghiêm ngặt về phòng chống Covid-19, chúng tôi hy vọng số cổ động viên sẽ không quá cao, nên những kẻ cực đoan, những tay hooligan cũng ít đi nhưng tình huống cũng khó khăn vì các cổ động viên thường đi xe hơi từ nước này tới nước kia, biên giới giữa các thành viên EU đang mở. Catherine cũng nói thêm, ngoài các nhóm cực đoan những tay hooligan, năm nay Euro cũng phải đối phó với nguy cơ bị tấn công mạng, an ninh hàng không và nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác. Tuy nhiên, tất cả các bên liên quan, các cơ quan cảnh sát, an ninh và tin báo trên toàn châu Âu đã nghiêm túc chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra, nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ đại hội thể thao được thành công trọn vẹn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã vừa có chuyến thăm bất ngờ tới nơi đội tuyển quốc gia nước này tập luyện ở ngoài ô thủ đô Paris hơn một ngày trước khi giải đấu lớn chính thức bắt đầu. Tổng thống Pháp đơn cần thăm hỏi tất cả các cầu thủ và ban huấn luyện, ông cũng trò chuyện với hai ngôi sao là Kylian Mbappe và Karim Benzema, người vừa trở lại đội tuyển sau 5 năm phân bóng. Ông Macron cũng bày tỏ sự chúc mừng hai ngôi sao của Chelsea là tiền vệ Ngolo Kanté và tiền đạo Oliver Giroud, những người vừa vô địch C1 cùng Chelsea mấy ngày trước. Ông Macron chúc đội tuyển Pháp mạnh khỏe và tinh thần luôn vững vàng và gặt hái nhiều thành công trong ngày hội thể thao sắp tới. Ông hy vọng kỳ tích vô địch World Cup 2018 sẽ lặp lại tại Ro năm nay. Được biết, vào năm 2000, Pháp cũng đã vô địch Euro khi trước đó hai năm trước vừa vô địch World Cup 1998 được tổ chức trên sân nhà. Huấn luyện viên hiện tại của Pháp, ông Dier de cũng là thành viên của Thế hệ vàng năm đó. Ở đầu năm nay, Pháp nằm cùng bản thứ thần cùng với Đức, Bồ Đào Nha, Phong Cari. Theo nhiều nhà chuyên môn, Pháp lẫn cử viên số 1 của chiếc vô địch nhờ vào dàn cầu thủ trẻ trung những đầy tài năng, cũng như có không ít kinh nghiệm chinh chiến ở các câu lạc bộ. Hơn 2 ngày nữa là đội tuyển Bỉ sẽ có trận giao quân tại Euro gặp Nga và nhà vua Philippe đã bất ngờ tới thăm thầy trò huấn luyện viên Martinez tại khu tập luyện gần thủ đô Brussels. Đội trưởng Eden Hazard cũng đã giới thiệu với nhà vua từng thành viên trong đội. Do Covid-19 còn phức tạp nên không có bắt tay hay tiếp xúc gần. Nhà vua giữ một khoảng cách an toàn trong lúc thân tình hỏi thăm ngay sau chuyến thăm ít lâu thì cả đội sẽ bay tới Petersburg để thi đấu với những chú gấu nga trong trận đấu đầu tiên của họ tại bảng b trong bảng này thì còn có sự góp mặt của đan mạch và phần lan những đối thủ được xem là không quá khó so với đoàn quân của huấn luyện viên martinez sau khi đội trưởng Sergio Busquets nhiễm Covid-19 và phải đi cách ly, mới đây huấn luyện viên Luis Enrique cũng đã cho biết rằng ông sẽ đợi cho đến khi nào Busquets hoàn toàn bình phục. Theo các bác sĩ thì có thể ngôi sao của Barca chỉ phải lỡ trận đầu ra quân gặp Thụy Điển và đủ sức khỏe tham dự các trận đấu còn lại nếu tiến trình phục hồi diễn ra như dự kiến. Tiền vệ Sergio Busquets đã thay thế cho Sergio Ramos làm đội trưởng của Tây Ban Nha tại kỳ Euro năm nay anh nhiễm Covid-19 vào ngày 6 tháng 6 và đã được đưa về Barcelona để cách ly an toàn. Huấn luyện viên Luis Enrique trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất cho biết, ông và toàn đội vẫn hy vọng Busquets kịp trở lại càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ chờ đợi cậu ấy, cậu ấy thuộc trường hợp đặc biệt, nhưng việc mắc Covid-19 trước khi Euro khởi tranh, một thời gian cũng khiến khả năng có thể quay trở lại sớm là rất cao. Busquets chắc chắn sẽ có trong danh sách. Tôi không nhớ cậu ấy đã chơi bóng chuyên nghiệp được bao nhiêu năm, 10, 12 12 năm gì đó. Busquets có những đóng góp tuyệt vời cho đội tuyển với vai trò là một tiền vệ cùng với khả năng chịu áp lực gây gưỡng. Mỗi khi anh ấy có bóng đều mang đến cảm giác tích cực. Anh ấy là một trong những người phòng thủ cũng là đội trưởng và thủ lĩnh tinh thần của cả đội. Được biết sau khi Busquets dương tính thì trung vệ Diego Lorente cũng mắc Covid-19 vào ngày 8 tháng 6, hiện tại đã được cách ly an toàn. Theo bác sĩ thì Lorente có thể sớm quay lại đội tuyển vì sự phục hồi nhanh hơn dự kiến. Trong hai cuộc thử nghiệm gần nhất anh đều cho kết quả lạm tính. Tây Ban Nha năm nay nằm ở bảng E cùng với Thụy Điển, Slovakia và Ba Lan sau màn thể hiện thất vọng tại World Cup 2018 khi bị loại ngay từ vòng bảng thậm chí là thua cả Hàn Quốc Euro năm nay người hâm mộ rất muốn nhìn thấy tuyển Đức sẽ có màn trình diễn hoàn toàn khác có thể đây cũng sẽ là món quà chia tay của huấn luyện viên Joachim Löw sau khi thất bại với chính sách trẻ hóa tại World Cup 2018 huấn luyện viên Joachim Löw đã gọi trở lại hai cầu thủ kỳ cựu là Matt Neal và tiền đạo Thomas Müller đây cũng là hai người trong đội hình tuyển Đức vô địch World Cup năm 2014 Ngoài ra, ông cũng gọi lại tiền đạo của câu lạc bộ Monaco là Kevin Forlan, người đã không đá cho đội tuyển quốc gia từ năm 2016. Cầu thủ mới 18 tuổi của Bayern Munich là Musiala cũng lần đầu được gọi lên đội tuyển và được dự báo sẽ trở thành một quân bài quan trọng của cổ xe tăng Đức. Với đội hình có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ đều ở giai đoạn đỉnh cầu, tuyển Đức đang cho thấy khát khao mãnh liệt tại kỳ Euro năm nay. Trong trận đấu giao hữu gần nhất với Lasvia chiến thắng với tỷ số 7-1 đã thể hiện họ muốn lấy lại hình ảnh mạnh mẽ như thế nào. Trong những ngày tập luyện cuối cùng trước khi bước vào trận đấu đầu tiên với đối thủ cực mạnh là đội tuyển Pháp, tất cả thành viên và ban huấn luyện của tuyển Đức đều cho thấy một quyết tâm rất cao. Với những ai yêu mến tuyển Thổ Nhĩ Kỳ chắc hẳn là chưa thể quên được màn trình diễn đầy chất nghệ sĩ của họ tại World Cup 2002. Ở đầu năm nay, trận đấu giữa họ và Italia được chọn làm trận khai mạc và trước giờ bóng lăn thì thầy trò huấn luyện viên Senon Gunes cũng đã tỏ ra rất tự tin. Những ngày cuối cùng trước khi bắt đầu trận khai mạc chính thức của Euro, cả đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đều tập luyện hết sức chăm chỉ với quyết tâm sẽ giành được một kết quả khả quan trước những đội tuyển mạnh được đánh giá cao hơn cũng như được chơi trên sân nhà Italia. Trong bảng A thì Thổ Nhĩ Kỳ còn phải đối đầu với xứ và Thụy Sĩ. Năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ có thủ lĩnh tinh thần là đội trưởng Burak Zama, thành viên câu lạc bộ vô địch League One của Pháp. Ngoài ra, họ cũng có những cầu thủ rất đáng chú ý như là Hakan Kahanoglu đang đá cho AC Milan tại Serie A. Được biết, huấn luyện viên Kunes cũng chính là người dẫn dắt Thổ Nhĩ Kỳ đoạt huy chương đồng quốc cúp năm 2002. Trong những bài tập cuối cùng trước khi bước vào trận đấu với tuyển Thổ Nhĩ Kỳ ở trận khai mạc Euro năm nay, huấn luyện viên Roberto Mancini nói rằng ông tin tưởng vào các cầu thủ Italia sẽ chơi tốt và mục tiêu là ít nhất cũng sẽ vào tới vòng bán kết. Italy sẽ đá trận khai mạc với Thổ Nhĩ Kỳ tại sân vận động Olimpico ở thủ đô Roma vào ngày thứ Sáu 11 tháng 6, tức là 2 giờ sáng mai ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Roberto Mancini mang đến hành trang Euro năm nay là 27 trận liên tiếp bất bại trên trường quốc tế. Từ năm 2018, một con số vô cùng ấn tượng. 3 năm trước chúng tôi rất tự tin và bây giờ chúng tôi cũng như vậy. Chúng tôi đã làm việc ăn ý với nhau. Chúng tôi có những cầu thủ giỏi và tinh thần chiến đấu của tất cả đang rất cao. Chúng tôi đang làm việc cùng nhau trong suốt thời gian qua và tôi muốn các cầu thủ tận hưởng từng giây phút. Chúng tôi muốn đi tới trận cuối cùng tại Luân Đôn. Italia năm nay nằm ở bảng A cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, xứ Queo và Thụy Sĩ. Những đội được đánh giá là có thực lực chưa ngang bằng với đoàn quân xứ thiên Thành. Đức có thể tại bảng đấu năm nay, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là những thế lực cùng nhau bước tiếp. Ở trận đấu tối nay gặp Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Quang Hải do bị treo giò. Nhưng bù lại thì đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chào đón sự trở lại của Đinh Trọng và Trọng Hoàng. Tuy nhiên một điều đáng lo ngại hơn là ba mắt xích quan trọng là Tiến Linh, Duy Mạnh và Thành Trung đều đã nhận một thẻ vàng trước đó. Nếu trận đấu này một trong ba người phải nhận thêm thẻ thì nhiều khả năng sẽ gây ra sự xáo trộn không nhỏ trong cách vận hành lối chơi của huấn luyện viên người Hàn Quốc, đặc biệt là trường hợp của Duy Mạnh và Tiến Linh. Trong sơ đồ mà Thầy Bắc đang vận hành thì Duy Mạnh đảm nhận vai trò trung vệ là phải để hợp cùng với Ngọc Hải và Tiến Dũng, tạo nên bộ ba bảo vệ cung thành đội tuyển Việt Nam. Còn Tiến Linh đang là chân sút chủ lực của đàn quân áo đỏ tại vòng loại World Cup 2022 với 3 bàn thắng đã ghi được. Nhiều khả năng thì trong trận đấu tối ngày hôm nay, Duy Mạnh và Tiến Linh sẽ tiếp tục được đại chính, còn Thành Trung sẽ là quân bài dự bị chiến lược. Chính vì thế mà cả ba sẽ cần phải giữ được sự tỉnh táo để tránh những thẻ vạt không đáng có trong cuộc so tài với đội tuyển Malaysia. Trong khi đó, người đồng nghiệp và Masquid bên phía UAE thậm chí còn lo lắng hơn chiến lược gia người Hàn Quốc khi danh sách đội tuyển của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tham dự vòng loại World Cup tính đến thời điểm hiện tại thì đã có đến 6 cầu thủ đã phải nhận ít nhất một thẻ vàng. Tối nay đội tuyển UAE sẽ có trận đấu với đội tuyển Indonesia vốn nổi tiếng với lối chơi rắn và có phần thô bạo. Ông thầy người Hà Lan cũng sẽ phải hy vọng các trụ cột hãy giữ được cái đầu lạnh trong mọi trường hợp, bởi vì bất kỳ sự mất mát nào cũng là tổn thức rất nặng cho loại trận cuối tiếp đón đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ Tuấn Anh đã không xuất hiện trên sân tập cùng với các đồng đội trước khi gặp Malaysia, đồng nghĩa với việc cầu thủ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai sẽ không được điền tên trong đội hình. Ở buổi tập trước đó thì Tuấn Anh vẫn xuất hiện trên sân nhưng anh phải tập riêng với bác sĩ ở phòng gym. Dù chấn thương cổ chân của tiền vệ người Thái Bình không nghiêm trọng nhưng sẽ không kịp bình phục trong trận quyết đấu với Malaysia. Theo thông tin từ VFF, dự kiến Tuấn Anh có thể sẽ hồi phục trước trận đấu cuối bảng G của đội tuyển Việt Nam gặp chủ nhà UAE vào ngày 15 tháng 6 tới đây. Trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam tối nay, giới truyền thông Malaysia đã chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam. Theo tờ S Metro thì đội tuyển Malaysia sẽ có cơ hội xuyên thủng lưới tuyển Việt Nam khi trấn giữ khung thành có thể là Bùi Tấn Trường chứ không phải là thủ môn Đặng Văn Lâm như AFF Suzuki Cup 2018. Thế vị huấn luyện viên Tan Chun đã không đồng ý với phân tích của tờ báo này và nói: "Tôi nghĩ Tấn Trường là một thủ môn có đẳng cấp. Tôi thấy những thủ môn lớn tuổi thường xử lý tình huống trên sân rất bình tĩnh." Chính vì vậy, chúng tôi không thể nghĩ rằng tấn trường sẽ bị dao động từ những sai phạm trong quá khứ, qua đó giúp cho Malaysia dễ ghi bàn hơn. Nếu được xếp ra sân vào tối ngày hôm nay, ở độ tuổi thứ 35, hy vọng tấn trường sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua áp lực tâm lý và trở thành bức tường vững chắc trong khu gỗ đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để lần đầu tiên lọt vào vòng đấu loại cuối cùng đến World Cup 2022. Trong một diễn biến khác, sau hành động cà khịa đội tuyển Việt Nam thắng nhờ trọng tài trên trang cá nhân Instagram của mình, huấn luyện viên đội tuyển Indonesia Shin Tae-yong sẽ bị cấm chỉ đạo trận gặp chủ nhà UAE ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 diễn ra vào lúc 23 giờ 45 phút tối nay tại sân Jabil. Theo thông tin công bố thì huấn luyện viên Shin Tae-yong không thể đồng hành cùng với đội tuyển Indonesia trong trận gặp UAE vì đã nhận đủ hai thẻ vàng. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia Yunus Nusi cũng đã xác nhận điều này. Huấn luyện viên người Hàn được phép xuất hiện trong cuộc họp báo trước trận đấu nhưng sẽ bị cấm đến khu vực chỉ đạo và không được phép vào phòng thay đồ của đội tuyển ở trận đụng độ UAE. Tuy nhiên, dù không thể chỉ đạo nhưng ông vẫn có thể có được phép có mặt trên khán đài và chỉ đạo từ xa. Thái Lan hiện tại gần như đã hết hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng G ở vòng loại World Cup 2022. Ngay cả khi có đánh bại Malaysia ở loạt trận cuối cùng vào ngày 15 tháng 6, thì cơ hội của Thái Lan cũng gần bằng không. Với tư cách là thuyền trưởng, thì huấn luyện viên Akira Nishino đang phải gánh chịu những lời chỉ trích rất nặng từ dư luận trong nước. Mới đây, thì cựu huấn luyện viên tuyển Thái Lan Wittaya Laohukun cũng đã công khai chỉ trích nhà cầm quân người Nhật là tham tiền, nghi ngờ trình độ chuyên môn và kêu gọi hay học hỏi cách phát triển bóng đá của Việt Nam. Một chuyên chuyên gia khác của bóng đá Thái Lan đó là tiến sĩ Chan Wit cũng đã khẳng định Thái Lan đang lãng phí tiền của với huấn luyện viên Ông kêu gọi phải có sự cải tổ nếu không thì bóng đá xứ chùa vàng sẽ bị tụt lại trong khu vực Đông Nam Á. Mới đây, Ủy ban Olympic Việt Nam vừa chủ trì một cuộc họp trực tuyến với thành phần tham dự là văn phòng điều phối Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cùng đại diện Ủy ban Olympic các quốc gia trong khu vực nhằm thăm dò ý kiến về công tác tổ chức SEA Games 31. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trong nước cũng như tại các quốc gia trong khu vực, Ủy ban Olympic Việt Nam vừa đưa ra đề xuất lùi thời điểm tổ chức SEA Games 31 sang tháng 7 năm 2022 thay vì diễn ra như kế hoạch dự kiến trước đó là từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2021, đồng thời tiếp nhận ý kiến phản hồi của đại diện các quốc gia trong khu vực. Tại phiên họp cũng đã xuất hiện một số ý kiến trái chiều, nhiều quốc gia cho rằng việc tổ chức SEA Games 31 vào năm 2022 là rất khó vì đây là năm có nhiều sự kiện thể thao lớn như là Olympic mùa đông tại Bắc Kinh vào tháng 2, đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á tại Thái Lan vào tháng 3. Một số quốc gia như Malaysia, Singapore, Brunei có kế hoạch tham dự đại hội thể thao khối thịnh vượng chung vào tháng 7 và quan trọng nhất là ASEAN Games tại Trung Quốc vào tháng 9. Dự kiến vào ngày 24 tháng 6 tới đây, các quốc gia trong khu vực sẽ có phản hồi chính thức và trên cơ sở đó các bên sẽ cùng thảo luận để đi đến thống nhất về kế hoạch tổ chức SEA Games thứ 31. Theo đó, vào tối hôm nay 21 giờ sẽ là cuộc đụng độ của Philippines và Guam trong khuôn khổ của bảng A. Vào lúc 21 giờ 30 sẽ là trận gặp của Campuchia và Iran trong khuôn khổ bảng C. Cũng tại khuôn khổ bảng C vào lúc 23 giờ 30 sẽ là trận Hồng Kông gặp Iraq. Trận cầu tâm điểm của bảng G hôm nay chính là trận đụng độ của Indonesia và UAE và Việt Nam gặp Malaysia. Vào lúc khung giờ 1 giờ sáng ngày 12 tháng 6 sẽ là cặp trận đấu của Yemen gặp Uzbekistan và Singapore gặp Saudi Arabia trong khuôn khổ của bảng D. Nhận định của các bạn về những cặp đấu này như thế nào? Hãy cho chúng tôi biết được ý nghĩa của bạn ở trong phần bình luận comment bên dưới. Và trong chương mục bạn có biết ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với thông tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của bộ môn túc cầu này và nhất là đội tuyển những chú gà trống Goloa. Ông cũng là fan của ngôi sao hàng đầu tuyển Pháp và câu lạc bộ Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe và mới đây thì trong chuyến thăm tới Đài Bản Doanh, nơi đội tuyển Pháp tập luyện, Tổng thống Macron nói rằng thật tuyệt vời nếu Mbappe ở lại Paris Saint-Germain và vừa cống hiến cho câu lạc bộ lẫn bóng đá của Pháp. Tôi chỉ muốn chia sẻ như vậy với tư cách là một người hâm mộ, tôi không có ý muốn gây áp lực một chút xíu nào. Được biết cách đây không lâu thì ông Al Khalifi, chủ tịch câu lạc bộ Paris Saint-Germain cũng đã thông báo mùa sau MFB vẫn sẽ tiếp tục đá cho Paris Saint-Germain, xóa đi các tin đồn anh sẽ chuyển sang Real Madrid. Và trước khi kết thúc bản tin thể thao ngày hôm nay, một thông tin không kém phần quan trọng là vào ngày mai thứ bảy ngày 12 tháng 6, Euro sẽ chính thức khởi tranh bằng 3 trận đấu, 2 giờ sáng theo giờ Việt Nam, chủ nhà Italia sẽ gặp Thổ Nhĩ Kỳ như chúng tôi mới vừa trao đổi, 8 giờ tối là Sư sẽ gặp Thụy Sĩ và 11 giờ đêm là Đan Mạch gặp Phần Lan. Ý kiến và dự đoán của các bạn về các trận đấu trên thế giới như thế nào? Chúng tôi rất muốn nghe, xin hãy để lại comment ở bên dưới quý vị nhé bản tin thể thao của fbnc ngày hôm nay đến đây cũng đã kết thúc chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai trên các nền tảng của fbnc